always looked after me, brother, when we were children. You always had my back. Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay có một cái bé khách quen của Tuấn qua kiếm. Không biết hôm nay bé muốn nhờ Tuấn làm cái gì đây ta? À, em hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên với bạn trai. Ờ, xuất sắc. Dạ, em muốn mình thật là nổi bật nhưng mà vẫn giữ nét tự nhiên. Oh my god. Trong sáng. À, rồi, hiểu rồi. Vậy làm tóm tắt là muốn nhẹ nhàng công chúa với thương bánh bèo. Dạ, nhưng rồi. Mà để dựng đây là ấn tượng với Ti đúng không? Dạ, đúng rồi, rồi ok rồi. Thì hôm nay tôi sẽ chọn lớp lót của Chanel đây, là thật sự là nó là màu trắng trong suốt, mà Tuấn có mix chung với thêm một lớp lót khác, một hiệu khác nữa mà nó có nhũ ánh đồng đó, nên là để tạo cho cái lớp nền mình nó kiểu là nó căng bóng lên kiểu tự nhiên nhất có thể. Mọi người, hôm nay Tuấn sẽ không dùng dạng kem nền quá nhiều, thì tôi không muốn cái lớp nền mình dày, nên tôi sẽ dùng cushion nha mọi người. Tôi dùng của Suasu đây, hiệu này đây, để tôi dùng số 21 là cái màu trắng, nhưng mà màu trắng rất là tự nhiên. Tôi thấy cảm thấy cái cushion này dùng kiểu là nó không có bị chảy, nó không có bị chảy nhanh giống như những cái cushion khác. Thế mà những cái khác đó, nó hơi bị chảy màu á, đánh nó kiểu đánh nền rồi Việt Nam nè. Nó hay bị lởm chởm lắm tại vì trời nóng á. Còn cái này thì tôi thấy là nó nếu mà nó có xuống tông thì nó kia là nó xuống đều hết luôn cái mặt, chứ nó không có bị lởm chởm chỗ còn phấn với chỗ không còn. Đây, sau khi kết thúc xong lớp nền thì tôi cảm thấy là cái độ che phủ của cái em cushion này rất là ok luôn đó mọi người. Tôi cảm thấy là che được cỡ 80% khuyết điểm trên gương mặt. Bây giờ mình chỉ cần dùng kem dạng kem khuyết điểm á, loại mỏng thôi, chứ đừng có dùng cái nào mà khuyết điểm loại dày quá hay nhìn cái gương mặt mình nó rất là nặng. Vẫn là em che khuyết điểm Tuấn hay dùng nha, đó là Maybelline. Cái dòng này rất là mỏng luôn nha mọi người. Tuấn rất thích dùng em này. Ba vùng bắt buộc là phải che, thứ nhất là vùng mắt, thứ hai là vùng cánh mũi, thứ ba là khóe môi. Đây thì nè, các bạn xem này nha, nửa bên là bắt đầu mình che ba cái bắt buộc phải che như Tuấn thường nói đó, và nửa bên mình chưa có che nè đó, thì nó làm cho gương mặt mình khác hẳn hoàn toàn luôn. Nó tạo giống như là nó sẽ làm cho cảm giác gương mặt mình nó có sức sống hơn khi sau khi mình che ba cái vùng này rồi. Sau khi che hết ba vùng đó, bắt đầu mình sẽ xem lại những vết thâm mụn, hoặc là mụn đỏ, hoặc là những vết nám hay vết thâm gì đó, mình sẽ che lại kỹ hơn những từng chi tiết nhỏ trên gương mặt. Đó chính là phủ phấn. Đây thì hôm nay tôi sẽ dùng cái dạng của em Chanel này, thì tôi nghĩ là em Chanel này là rất là hot luôn. Thấy là bạn nào hay make up á, hoặc là cái make up mà chuyên nghiệp á, là tôi thấy hay dùng cái dạng của em này lắm. Dầu nha mọi người, nó cũng giống như là cái em Dior mà tôi hay dùng vậy á. Mỏng, tôi thấy dạng bột cái gì nè, là nó luôn luôn là mỏng, tạo một cái lớp mỏng cho da chứ nó không có bị dày phấn quá. Tuấn quên nhắc với bạn á là có nhiều bạn hay bị quên đó là dùng cushion á, là các bạn hay đánh cushion luôn và không có phủ phấn lại á. Tôi nghĩ đó là sai nha mọi người, tại vì là nó chỉ thích hợp với là thời tiết lạnh, giống như là ở Hàn Quốc hay là ở tất cả các chỗ mà nước lạnh á. Đó, da mình khô mình sẽ dùng cushion không và mình không phủ phấn lại thì nó không có bị trôi. Còn ở Việt Nam như mình nói là cái thời tiết đó nó rất là nóng, mình mà không phủ phấn lại nó rất là dễ chảy luôn. Chứ mình ngâm khổ chen cái rồi nó chảy cái mặt không còn gì trên mặt luôn á, bị lấm đốm đốm rất là xấu luôn. Phương chân mày bạn này đã có sẵn rồi, là Tuấn chỉ cần dễ hair firm và đo đúng cái chiều dài của nó là được. Tuấn dùng một màu nâu tẩy tóc, bạn này màu nâu nha, Tuấn sẽ dùng màu nâu tự nhiên. Mọi người còn cái cách mà đo chân mày làm sao mà cho chuẩn xác nhất, là mọi người xem lại cái tập mà làm sao để nổi bật nhất trong buổi tiệc giúp Tuấn nha. Thì trong cái tập đó Tuấn có chỉ cho mọi người cách đo chân mày mà dễ lắm, để cho đo cái chân mày cho đúng đó mọi người. Chó xuống.
Tiếp theo đó Tướng là Tướng sẽ dùng dấu hết điểm và dùng cây cọ nhỏ để Tướng sẽ đi nghiền nét nó lại. Tướng sẽ dùng mascara để chải sỏi cái lịch lông mày lên để cho chân mày thiệt là tự nhiên nhất có thể đó mọi người. À quên nữa là khi nào mà với trường hợp với chân mày là ít lông á, phần lông của chân mày ít á thì Tướng mới sẽ dùng mascara màu đen đó. Mà mọi người nhớ chú có khi mà chú có sẽ chú cẩn thận giúp Tướng, nó dễ dính vô cái phần da lắm, khi chùa rất là khó. Còn mà chân mày bạn nào mà kiểu giống như là bị đậm quá rồi đó, đậm quá rồi thì nên chú ý dùng Tướng phần này là đừng bao giờ chuốt mascara màu đen nha, thì thay vào đó mấy bạn chuốt mascara màu nâu giúp Tướng nha, thì nó làm cho cái chân mày mình nó nhạt lại á, nhìn nó sẽ nhẹ nhàng hơn đó. Bởi bằng mắt này thì bằng mắt này là nó dạng dạng như sáp đó mọi người, là nó không Tướng sẽ dùng bằng ngón tay. Tướng thấy những dạng sáp như vậy nè, mình dùng bằng ngón tay mình đánh lên nó sẽ đẹp hơn là mình sẽ dùng bằng bằng cọ nha mọi người. Cái đèn makeup vẫn không mở luôn mà đèn nhà cũng hết, có đèn makeup mở thôi đó mọi người. Vậy là hôn chị bắt ra vậy là hôn cho em á, là hôm nay là chờ vẫn muốn cho em đi hẹn hò của em cho nó thuận lợi, hiểu không? Vậy là thôi là cúp hết cái đèn makeup luôn rồi. Ý chân Tôi sẽ dùng màu cam luôn, tại vì đó, cái phần mắt dưới rất là nhỏ nha mọi người. Sao vậy? Cái phần mắt dưới rất là nhỏ nha mọi người, nên tôi sẽ dùng cây một cây cọ nhỏ để tương tán ở phần dưới, không thể dùng ngón tay được. Sẽ dùng một bản nào Tướng sẽ dùng màu nét 2, nhưng mà mọi người có thể dùng màu bản khác cũng được, nhưng mà là miễn là có một màu trắng trắng nhũ giúp Tướng nha. Tướng sẽ bọc hai cái đầu mắt. Tướng bọc hai đầu mắt này Tướng thấy có tác dụng á, là sao ta, nó làm cho mắt của mình to hơn, long lanh hơn. Thì hôm nay Tướng vẫn dùng màu vẫn dùng eyeliner của Bobbi Brown đây, thì Tướng sẽ vẽ ở trong, hôm nay Tướng sẽ không vẽ ở ngoài mắt, nhưng mà nó sẽ vẽ phần ở trong mí mắt để tạo cho một con mắt mình to tròn hơn, nhưng mà nó sẽ không có bị thấy eyeliner nhiều quá. Buổi hẹn hò đầu tiên á, Tướng muốn cho bạn này thiệt là trong ven là hiền á, đừng có sắc quá, trời ơi, đầu tiên ta mới gặp mà dễ lơ dài tính dài tính thấy vui mới là lơ nữa dễ mọi người. Tướng sẽ dùng một cái bảng nào màu đó cũng được, giống như trong bảng thối hoặc là trong bảng bộ của chân mày, hoặc là những trong những cái bảng mắt mà các bạn có sẵn màu nâu á, màu nâu nếu như là đó đó, thì cái bạn dùng là mình sẽ Tướng sẽ dễ lơ bằng bột, bằng màu bột nhưng mà là màu nâu nha mọi người, đừng dùng màu đen. Sau đó tính phần bấm mi và chú mascara, thì đặc biệt là Tướng sẽ dùng lông mi thiệt cho mọi người. Dùng lông mi thiệt và Tướng muốn bấm cho nó thiệt là cong lên, cong bấm cho nó sợ giống như này, nhìn nó phải được là tự nhiên luôn. Các bạn bấm một lần, sau đó chú mascara. Đúng rồi. Chúng ta sẽ bấm này lần thứ hai. Đó. Lần này là lông mi chúng ta rất là cong như mọi người. Rồi Tướng sẽ chuốt thêm một cái nữa. Đây là cái cách mà Tướng hay chuốt lông mi để làm cho lông mi tự nhiên của mình dày hơn và cong nhiều hơn nè ha. Đó. Làm cho mắt mình to hơn. Và đặc biệt là lông mi dưới nha mọi người nên chuốt cho nó sợi nhiều ra. Và tiếp theo Tướng sẽ dùng một loại nhũ bằng kem màu trắng, Tướng sẽ bọc lại hai cái đầu mắt, cái phần nhũ mắt lại, kiểu đó làm cho con mắt mình lấp lánh hơn mọi người. Đây, siêu xinh luôn đó, rất là nhẹ nhàng.
với cái phần khối á, là với cái bạn này nè, là đã có cái phần phơm mũi rất là nhỏ rồi, rất là gọn rồi, là Tuấn chỉ cần dùng chút xíu nhẹ thôi để định hình cho nó gõ nét lên thôi, chứ không có lạm dụng kiểu là mờ mấy cái khối nhiều quá. Tại vì á, Tuấn cần một cái lớp nền với cực kỳ tự nhiên nhất có thể, nên là Tuấn không thích dùng khối nhiều quá. Em phần hà Tuấn sẽ không thích đánh vùng má nha, tại tôi thích cái kiểu má của bạn này là cái phần mặt má Barbie á, má tròn bây giờ đang rất là hot luôn, rất là thuận luôn, rất là trẻ, nên là Tuấn sẽ để phần má lại và Tuấn chỉ cần đánh cái phần hàm nè, đó, một ít thôi, đừng có nhiều quá nha mọi người, vừa được đánh lên cái mặt nâu lẹ cái bên của Tuấn coi nón đi. Vẫn dùng cái highlight mà yêu thích nhất của Tuấn này, hiệu này đây mọi người, đó mà Tuấn phải háo lại làm bể nè. Làm bể cho mọi người. Nó sẽ tạo cho phần cằm của mình dài hơn. Đó. Và cái độ bóng của highlight nó cũng không có làm cho mình bị cái mặt mình bị giả quá nữa. Nó chỉ là nó làm giống như cái da thịt của mình mà căng bóng lên vậy đó mọi người. Đúng rồi. Cái gì chút của mình tới đó mà tôi nói cái rồi á mà bạn trai á, còn cái bạn lần đầu tiên mới gặp nó, ủa hôm nay em làm cái gì, em đi đâu mà em đẹp quá vậy, hiểu không? Em nói ủa em mới kiểu vậy mà, đâu có làm cái gì đâu, nó kiểu vậy, hiểu không? Mặt mộc mặt, đúng rồi, ủa em đâu có làm gì đâu, mới kiểu vậy mà em đi đây luôn đó chị, giờ quên cái đánh má hồng hôm nay á, là Tuấn sẽ đánh cho nó cao lên, cao gần sát cái phần má nè, phần má trên nè, đánh cho nó cao kiểu mình ẩn hồng tự nhiên như đó mọi người nè, đó đánh ngang nha mọi người, tôi đánh từ trong, đánh chậm ra ngoài. Em đô chề này, đó màu má hồng, tết màu hồng này lắm nè, đó hồng Barbie rất là nhẹ nhàng luôn nha mọi người, đó. Highlight nè mọi người, Tuấn hay một tiết nhỏ là tôi sẽ dùng cái cây highlight, hồi nãy Tuấn sẽ không chấm thêm highlight nữa, Tuấn sẽ chậm lại một lần nữa để cho giống như là cái lớp má hồng của mình nó nằm dưới cái lớp căng bóng, hiểu không? Nhìn cái mặt mình, cái da mình nhìn nó sẽ tự nhiên hơn nữa. Hôm nay Tuấn sẽ chọn cây cam cà rốt. Đây, một cam cà rốt. Cái cây này Tuấn tự đính nha mọi người, chứ thật sự nó là son của MAC nha. Đó, màu cam, Tuấn sẽ đánh một màu cam thiệt là nhẹ lên môi của bạn này. Phần diện á mọi người đừng có đi bằng cọ, Tuấn không thích cái phần diện như cọ, Tuấn thích phần diện mà là bậm ra, sau đó mình dùng ngón tay á mình chậm xung quanh cái phần diện như nè, đó Tuấn thích nó mờ nhìn cái phần môi mình nó không có bị nét quá, nhìn nó sẽ dễ thương hơn, nhẹ nhàng. Cái này là bóng trong suốt nha mọi người, mà tại vì Tuấn hay đánh, Tuấn phối chung với màu cam nhiều quá nên là nó chuyển qua màu cam đi luôn. Dưỡng hình màu cam giống vậy luôn, chứ từ đó là bóng trong suốt, không nhũ nha, Tuấn thích xong mà bóng không nhũ, nó sẽ đẹp hơn. Của Make Up For Ever. Đây. Luôn tính là phần tối nay em mặc gì đây. Chút xíu nữa tụi mình sẽ quay lại nha mọi người. Ta-da! Thì đây, hôm nay Tuấn sẽ chọn cho bạn bé này một cái váy màu trắng rất là tinh khôi luôn. Chú Tuấn sẽ quay hết từ trên xuống dưới cho mọi người xem nha. Với cái tóc bé này nè, là uống thiệt nè mọi người. Đó, uống thiệt. Nhưng mà là thường ngày bé nó hay, em hay xả vậy đúng không? Dạ, em hay xả vậy đúng không? Chỉ dán lên giống vậy nè. Đó, nhưng mà là hôm nay tại vì buổi ngày buổi hò đầu tiên á, Tuấn muốn cho nó khác lạ luôn. Đó, cho nên Tuấn sẽ tạo một kiểu khác, kiểu nữ tính hơn. Đúng rồi. Nhìn nhìn không? Nhưng mà em bắt cái đất thẳng quá, tay thẳng gì đó, tay ngắn không được tạo được anh. Tạo được luôn. Thì họ đó. Mà cái này phải tự làm nhé, đôi khi phải chơi được. Họ không phải là được rồi. Chứ không biết chơi tạo hai bạn nhé, chú hai bạn nhé, rớt một rớt hết kiểu không biết biểu cảm gì đó, đúng là các bạn làm mất dạng nè. Đó, cái phần ngói vậy nè, cái bạn này dạng ngói á nó sâu quá nên tướng sẽ dùng màu nâu, cái phần màu nâu đen giống như là tóc của bạn nó luôn, tướng sẽ chậm vô cái phần hở trên đây, phần ngói đây, cuối cùng là có một kiểu tóc phải không, rất là đơn giản luôn mà chưa tới 5 phút nữa. Và sau đó mình sẽ dùng keo
mình định hình lại. Sau khi mình đã thấy xong ok hết mọi thứ rồi, bắt đầu tôi sẽ dùng kem tôi định hình lại. Hôm trước tôi hay dùng cái dạng phấn các của Beauty giống như vậy nè mọi người. Đó thì nó hơi bị bóng quá, nó dành cho những buổi đi buổi tiệc mà quan trọng này nọ xài thì rất là ok. Còn hôm nay thì Tuấn chỉ cần cũng tự tạo một lớp bóng luôn, mà Tuấn muốn cho nó nhẹ nhàng hơn thì nó sẽ tự nhiên hơn. Tuấn sẽ dùng dạng xịt giống gọi dạng xịt giống vậy. Thì cái này á thì á, khi mình ngồi kế bên nó hoặc là nhìn kỹ á thì mình mới thấy mình xịt, còn nhìn bình thường á đó thì nhìn giống cái da mình mướt mát mà kiểu nó tự nhiên lắm. Tại cái phần cổ hôm nay nó hơi rộng đó mọi người, nên tôi chọn một chiếc cơ nhỏ làm điểm nhấn cho bạn này nha. Đây ta ra mọi người thấy như thế nào? Phần make up hôm nay tôi mọi người thấy có ok không? Em theo em thấy sao nè? Em có cần muốn anh sửa lại không nào? Không, em cảm thấy hài lòng lắm, quá đẹp rồi. Cái này anh nghĩ là không phải gì ta, không cần phải hẹn hò đâu. Có nhiều lúc mà mình đi dự tiệc cũng đúng rồi, đi dự tiệc nhẹ, các bạn nào muốn nhẹ hoặc đi buổi sáng hoặc đi những cái tiệc nào mình cảm thấy mình cần trong veo, mình cần nhẹ nhàng, tôi thấy cảm thấy với cái layout này cũng rất là hợp luôn đó, đúng không? Đó thì mong là mọi người, không biết mọi người thích hết cái clip này hay không, và mọi người hãy nhớ like và subscribe kênh YouTube của Tuấn. Trong tập tiếp theo mọi người muốn Tuấn làm về chủ đề gì hoặc là layout như thế nào thì mọi người hãy comment cho Tuấn biết nha. Yêu mọi người, bye bye mọi người. Bye bye. Yêu mọi người rất nhiều. Always looked after me, brother, when we were children. You always had my back. You took all the blame when our father caught us doing things that drove a man.